hai cách để có lương hưu khi đến tuổi nghỉ nhưng chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần. Theo khoản 4 điều 15 thông tư 59 năm 2015, người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu. Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu. Như vậy, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng một lần cho số tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần. Theo điểm E khoản 1 điều 9 nghị định 134 năm 2015 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần cho những năm còn thiếu. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, nếu còn thiếu không quá 10 năm đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những tháng còn thiếu để hưởng lương hưu.